Mình kéo làm sao mà hồi nãy trong cái tài giấy nó nói là khổ phần khớp suitable là kéo xuống từ 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 đi không nói là kéo đi thì không giờ tới chỗ này nó giúp giúp được là hay sao hay là đi làm sao đi vậy này kéo đi từ từ có nghĩa là kéo xuống tới đầu kéo xuống tiếp nữa bây giờ thấy vậy sản xuất đồ sẵn nhưng mà mình chưa chắc làm được đâu. Gậu đá nghe là anh gậu cầm pha nó đưa cho cống kim chích mình ra anh ngồi gậu được chưa không bắt năm hồi đó còn trẻ ổng hay lấy ở nhà cô ba làm thùng mốt á ổng hay lấy thùng mốt này nè ổng vẽ hình cô gái lên vậy nè cái ổng dứt từ hộp qua mốt á văng ra hết nổi hình cô gái hồi đó ổng làm hoài và bắt năm á cái đó dạng trên nổi ổng nhưng mà mình có đồ mình khác còn cái này nó lấy đồ nó bơm lên cái đó là phải là sơn cái đó là bột là giống như xi măng vậy nó bỏ cái công này làm mặt hôm nay đi ra đi sao nó sang cái mình cậu mình luôn đi mai qua phụ cậu sang nhà nha không trời ơi sơn tới sơn dưới gầm ghế luôn hả đó đứng dậy đi làm cái cốp nữa đi nó đâu biết đứng chưa biết đứng nó đứng nó bỏ này bỏ này trời ơi chỗ này dưới kia bởi vì đưa chó đầu lăn cái nhà sạch lắm khỏi thuốc bụi nè cái đít kìa cái đít kìa nhưng mà coi độc nhất là cái loại mà dạ quay đó nó kêu ở Mỹ nó kêu là gì cái loại mà ngày mai cậu mướn đi tình sân nhà đi buổi tối nó nổi lên nó sáng dạ quần mình đốt chứ hả quần mình đốt một ngày trả đi tầm ngày nó chốt màu rồi nó sơn hả ban ngày không, đúng, không có đủ hả anh thần kiếm cái nước đó không có chở hai chén cháo ở Mỹ nó không có bán mấy đó mấy ơi cái đó cái sơn đó cái sơn đó sơn đó như tôi anh đi coi rồi anh thằng đi ra ngoài thằng Calimon nó mày coi mấy cái đó tao biết mày coi đâu mày coi YouTube luôn mày biết mấy cái đó là ở cái Asia mà cái tụi nó build là giống như kiểu là concrete build á tụi nó mới sơn vậy này, cái dạo quen nó ngậu hôm bữa nó coi trên này nó sơn nó đẩy cái nước một nước giống như cũng hai màu á nó đẩy cái nước nền thí dụ nó thích màu xanh màu đỏ thì xong xuôi bắt đầu nó tới cái dạ quang nó đẩy lên ờ phá đồ cậu á nè ban ngày nhìn làm sao tắt đèn xuống cái bước vô nhà mở không cần mở đèn nhìn cái nhà giống có sao cái nó nổ đẹp lắm mẹ tại cái đó ban đêm nó mới sáng nè dạ quang này cái đó mới hay cái đó đơn giản nhất nhưng mà không có chỗ bán có chỗ bán không mua được cái đó dễ sơn lại chỉ sơn thì khỏi suy nghĩ cái bông nó thì dễ mới khó thôi chứ cái bông nó có bán cái rô bây giờ tôi đang sửa tôi lần cái rô bây giờ nó dạy cái bông mình chèn gì luôn á tới cái bông này dễ đẹp hút mà dung dễ nãy giờ tú nó nổi nóng rồi dễ cái gì cũng dễ cái bông này dễ ẹt cái gì cũng dễ mà không thấy gì vậy mua sơn về đi vậy làm cho nè mai qua sơn nha thợ ra thử đâu có mua về quất mày quất bức tường ngay cái chỗ sofa mà để á ê mày để ngay cái chỗ mà cái giường mày cái này mà đang để ngay cái ảnh lôi nhoi chỉ bức tường nó thôi tự nhà mình tự xử nó ra hình đâu bé ơi bé làm việc hăng say quá vậy bé ơi Ah.
Mướn bé làm nhiêu ngày? Thông tá không con? Thông tá không? Thông tá như năm mình sửa nha. Làm gì cực lực không? Nãy giờ không nâng cân luôn á. Ồ. Ồ. Em mấy giờ làm xuyên quá trời. Ừ. Trả cho em thùng tả nha. Trời ơi, trời ơi, con lo nhoi kìa. Nhoi 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 cũng như con dòi. Nó nó nó. Nãy giờ cậu giờ thử ở chỗ nó chắc sạch lắm rồi đó.